Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và hiện tại thì mình đang ở trong bếp ăn của chùa Bánh Xèo này các bạn. Chùa Bánh Xèo tọa lạc tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đó các bạn, là nơi đến quen thuộc của du khách khi đặt chân đến vùng đất Thất Sơn này. Nơi đây không chỉ có không gian thanh tịnh, yên bình để các Phật tử về bái vọng Đức Phật cầu may mắn, bình an cho gia đình, mà còn có truyền thống hết sức đặc biệt là làm bánh xèo miễn phí phục vụ cho tất cả các Phật tử thập phương đó các bạn. Chùa Bánh Xèo có tên gọi là Thiền viện Đông Lai hay là Chùa Phật Nằm. Sở dĩ nổi tiếng với tên gọi Chùa Bánh Xèo là bởi vì mỗi ngày nơi này phục vụ hàng nghìn chiếc bánh xèo chay miễn phí cho khách thập phương đó các bạn. Nguồn gốc của việc làm bánh xèo miễn phí ở Chùa Bánh Xèo là vào năm 1999, khi thấy các Phật tử từ khắp nơi về chùa cúng dường, các sư thầy ở trong chùa đã nghĩ đến việc làm bánh xèo chay để thiết đãi cho các Phật tử các bạn. Thời gian đầu thì chỉ làm ít và nhỏ thôi, các Phật tử chủ yếu là đến đây để thưởng thức một ít mà thôi các bạn. Tuy nhiên ngày càng nhiều khách thập phương đến nên là chùa từ một vài cái chảo đã nâng lên đến tới vài chục cái chảo các bạn. Trong khu vực bếp ăn của chùa thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng là hiện tại nè, có hai người đang đổ bánh xèo nè các bạn, mỗi người phụ trách khoảng hơn một chục chiếc chảo bánh xèo đó các bạn. Nhìn cái tài khéo léo của họ mình rất là ngưỡng mộ luôn á. Và để có thể phục vụ được nhiều bánh xèo cho cái du khách tới đây á, thì trong cái bếp ăn này không phải chỉ những người đổ bánh xèo đâu các bạn, có rất nhiều người để phụ trách tiếp, như là phụ trách cái khâu pha bột nè, phụ trách cái khâu làm nhân bánh nè, và phụ trách việc mà khuân chuyển cái gỗ tới đây để cung cấp cho các cái bếp này. Ở đây thì rất nóng các bạn, nhưng mà tất cả họ ở đây đều làm dù cho rất là cực, nhưng mà họ rất là vui vẻ các bạn. Mình mời các bạn cùng xem qua các cái tài nghệ đồ bánh xèo của những người đồ bánh xèo ở đây nha các bạn.
video clip của mình tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Chào các bạn.